Cổ động viên chết trên tay cầu thủ trong vụ bạo loạn tại Indonesia. Javier Roca, huấn luyện viên trưởng Arema FC run rẩy kể lại khoảnh khắc kinh hoàng của ông cùng các học trò chứng kiến cổ động viên đội nhà, bao gồm trẻ em, chết ngay trên tay mình. Bóng đá Indonesia đang trải qua những ngày đen tối khi vụ bạo loạn tại giải vô địch quốc gia cướp đi sinh mạng của ít nhất 125 người, bao gồm cả trẻ em. Thảm kịch trên sân Kanjuruhan bắt nguồn bằng thất bại 2-3 của Arema FC trước Persebaya Surabaya trong trận bi đông Java tối mùng 1 tháng 10 năm 2022. Kết thúc trận đấu, hàng ngàn cổ động viên Arema FC đã tràn xuống sân chút vào tức giận và cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông, khiến sự việc tồi tệ hơn. Huấn luyện viên trưởng Arema FC Javier Roca, nhân chứng sống của vụ việc, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những khoảnh khắc ám ảnh nhất sự nghiệp cầm quân của mình. Khi bạo loạn xảy ra, có khoảng 20 nạn nhân được đưa vào phòng thay đồ của chúng tôi. 4 người trong số họ đã chết, bao gồm cả trẻ em. Họ chết ngay trước mắt chúng tôi, trên tay các cầu thủ khi họ giúp đội ngũ bác sĩ cứu chữa. Huấn luyện viên người Chile nhớ lại và cho biết những hình ảnh đó đã tàn phá tinh thần ông cùng học trò. Huấn luyện viên Javier Roca mô tả trận derby Đông Java là ai thắng là người giỏi nhất, còn ai thua thì phải chết và cần phải thay đổi suy nghĩ này. Bóng đá là để tận hưởng, không phải là đánh đổi cả mạng sống, thuyền trưởng Arema FC bày tỏ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số, những cổ động viên yêu quý của đội nhà. Ngay sau vụ việc, giới chức Indonesia đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong đó, ban tổ chức trận đấu bị đề nghị xử lý hình sự do đã không đảm bảo an toàn trận đấu. Bán 42.000 vé trong khi sức chứa sân chỉ 38.000 chỗ và từ chối lời đề nghị tổ chức trận đấu vào buổi chiều thay vì buổi tối nhằm giảm thiếu sức nóng, sự quá tải và rủi ro tiềm ẩn trên khán đài.